Kính thưa quý vị, Đắk Lắk xả lũ đột ngột, 11 dân mất tích. Tin từ Đắk Lắk, một trận lũ nhân tạo cuồn cuộn đổ qua thị trấn Edarang thuộc huyện Edaleo, tỉnh Đắk Lắk sáng ngày 17 tháng 9 đã để lại hậu quả trầm trọng. Tính đến sáng ngày 18 tháng 9 năm 2013, người ta ước tính đã có 11 người bị mất tích, hàng chục căn nhà, hàng trăm hecta hoa màu bị cuốn trôi. Tại huyện Iasop, thi thể của một người bị chết treo trên ngọn cây vẫn không được thu hồi vì nước còn chảy xiết. Theo báo Lao động, người ta tính được tổng cộng 91 ngôi nhà bị ngập, 14 căn nhà bị cuốn trôi, 3 nhà sập tại huyện Iahileo. Báo Lao động dẫn lời ông Võ Văn Tập, chủ tịch huyện Iahileo nói rằng, mực nước hồ chứa Iadrang lên cao hơn đỉnh đập đến 20cm vào sáng ngày 17 tháng 9. Ông này cho rằng đây là lý do khiến huyện xả lũ để đập không bị vỡ. Tuy nhiên, lệnh xả lũ chỉ được thông báo chỉ có vài tiếng đồng hồ, khiến phần lớn dân chúng sinh sống ở vùng hạ lưu không kịp mang theo tài sản trên đường di tản. Ông Văn Tập cũng thú nhận rằng, việc xả lũ xảy ra đúng vào lúc mưa lớn trong 20 năm qua tại địa phương gây tổn thất trầm trọng cho người dân như trên. Trong khi đó, theo VTC News, người dân tố cáo chính quyền và ban quản lý đập Iadrang chỉ thông báo tin xả lũ khi lũ đang cuồn cuộn kéo về. Hầu hết cư dân trong vùng chỉ đủ thời gian để tháo chạy thoát thân. Tất cả tài sản đều phải bỏ lại và bị đánh chìm giữa vùng biển nước mênh mông.